Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo bảng tính ở trong Excel. Với cái video này là những cái kiến thức rất là cần thiết và rất là cơ bản cho người mới sử dụng máy tính. Nếu mà trường hợp mà bạn nào đã sử dụng máy tính thành thạo rồi thì các bạn có thể bỏ qua cái video này. Còn với những bạn mới học máy tính, các bạn có thể xem và các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể làm theo cái video này các bạn nhé. Giả sử bây giờ chúng ta có một cái bảng dữ liệu như này, bây giờ chúng ta cần phải kẻ bảng tính và chúng ta cần phải trang trí cho cái bảng tính theo ý như chúng ta muốn thì chúng ta làm như thế nào? Ở đây là chúng ta có những cái cột điểm toán, điểm hóa và điểm lý. Đấy, và chúng ta có cái cột tổng điểm và có cái cột tính điểm trung bình. Đấy, nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn tính tổng điểm thì đơn giản các bạn hãy nhập dấu bằng. Hãy nhập dấu bằng, sau đó các bạn chọn vào từng ô như thế này. Các bạn nhập dấu cộng tiếp theo, rồi chọn vào ô tiếp theo và các bạn lại nhập dấu cộng tiếp theo và chọn vào ô cuối cùng, sau đó các bạn enter trên bàn phím. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn vào ô mà chúng ta có kết quả đấy và các bạn để con chuột xuống ở góc dưới bên phải, các bạn sẽ thấy hiện dấu cộng màu đen, thì lúc này các bạn sẽ nhấn giữ chuột trái và các bạn kéo xuống như thế này. Đó, thì chúng ta đã tính tổng được tất cả cho tất cả những cái những bạn học sinh ở bên này rồi, đúng không ạ? Tiếp theo, nếu chúng ta muốn tính trung bình thì chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta nhập dấu bằng, sau đó chúng ta sẽ viết cái hàm average như sau. Đó, sau đó các bạn sẽ bôi đen cái phần mà chúng ta muốn tính trung bình, đúng không ạ? Sau đó chúng ta enter. Rồi, sau đó chúng ta chọn vào ô có kết quả, rồi các bạn để con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải, các bạn nhấn giữ chuột trái. Khi mà các bạn thấy dấu cộng màu đen xuất hiện thì lúc này các bạn nhấn giữ chuột trái và các bạn kéo công thức xuống như vậy. Thế thì chúng ta đã biết cách tính tổng và chúng ta biết cách tính trung bình rồi, đúng không ạ? Bây giờ việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ kẻ cái bảng tính và trang trí cái bảng tính cho đẹp, thì chúng ta làm như thế nào? Giả sử bây giờ chúng ta muốn tính ở dưới này, chúng ta muốn tính tổng những cái ở dưới này thì làm thế nào, thì chúng ta sẽ nhập dấu bằng và các bạn sẽ nhập hàm sum như thế này. Sau đó các bạn mở ngoặc ra các bằng cách các bạn nhấn shift vào số 9. Sau đó các bạn sẽ bôi đen từ trên xuống dưới đến cái ô mà có cái số mà chúng ta cần cộng lại. Sau đó các bạn enter trên bàn phím. Tiếp theo chúng ta chọn vào cái ô có kết quả đó và cũng để con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải. Khi nào mà các bạn thấy dấu cộng đen xuất hiện thì lúc này các bạn sẽ nhấn giữ chuột trái và các bạn kéo sang bên phải như thế này. Đó các bạn nhé. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta sẽ không cần phải tính hai cái phần này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xóa đi. Thì chúng ta chỉ việc là tính những cái điểm tổng của các cái môn thôi, đúng không ạ? Nếu mà các bạn muốn tính tổng của tất cả những cái cột đó thì các bạn làm như vậy, còn nếu các bạn không cần thì các bạn có thể xóa đi như thế này các bạn nhé. Các bạn bôi đen và các bạn nhấn phím delete trên bàn phím thì sẽ xóa đi cho chúng ta. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ bảng, thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào cái ô đầu tiên mà chúng ta muốn kẻ bảng tính và các bạn phải để con chuột giữa cái ô đó, và khi mà các bạn thấy có một cái dấu cộng màu trắng, có dấu cộng màu trắng, sau đó các bạn sẽ nhấn giữ chuột trái và các bạn bôi đen cái vùng mà các bạn cần kẻ bảng tính. Sau đó các bạn sẽ vào thẻ home này, sau đó các bạn bấm vào cái lựa chọn này, đúng không ạ? Và các bạn thấy có rất là nhiều lựa chọn, nhưng mà các bạn hãy chọn vào cái mục là All Border các bạn nhé. Các bạn chuột trái chọn mục All Border, sau đó các bạn kích chuột vào một cái ô nào đó bất kỳ. Như vậy là chúng ta đã kẻ được cái bảng tính cho cái vùng dữ liệu của chúng ta rồi, đúng không ạ? Nếu mà trường hợp mà các bạn muốn bỏ cái bảng tính, bỏ cái phần kẻ này đi thì các bạn làm như thế nào? Thì đơn giản là các bạn cũng sẽ chọn cái ô đầu tiên mà các bạn, cái vùng mà các bạn muốn bỏ đó, sau đó các bạn nhấn giữ chuột trái và các bạn bôi đen cái vùng mà các bạn muốn bỏ kẻ đó đi. Sau đó các bạn vẫn vào cái thẻ home
Và tiếp theo các bạn vẫn chọn vào cái lựa chọn này, sau đó các bạn sẽ chọn mục là No Border các bạn nhé, chọn No Border. Rồi, như vậy là chúng ta đã bỏ được cái phần kẻ bảng đó đi rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta kẻ để chúng ta sẽ làm tiếp những cái việc sau đó các bạn nhé. Thì mình sẽ bôi đen lại như thế này. Đó, các bạn hãy bôi đen những cái phần mà các bạn muốn kẻ bảng kính đúng không ạ? Sau đó các bạn vào kẻ Home, các bạn bấm vào đây rồi các bạn chọn All Border. Như vậy là chúng ta đã kẻ được một cái bảng kính rồi. Tiếp theo, nếu mà trường hợp đây là cái dòng tiêu đề của cái bảng kính đúng không ạ? Nếu chúng ta muốn cho rộng hơn thì chúng ta để con chuột ra phía ngoài này và các bạn để con chuột ở cái đường biên, tức là cái đường kẻ ở phía dưới của cái dòng mà chúng ta muốn cho rộng. Sau đó các bạn thấy có mũi tên hai chiều lên và xuống đúng không ạ? Các bạn nhấn giữ chuột trái và các bạn kéo xuống như thế này và các bạn thả chuột ra. Như vậy là chúng ta đã điều chỉnh được cái độ rộng của cái hàng nó lớn ra rồi đúng không ạ? Nếu trường hợp mà các bạn muốn điều chỉnh độ rộng của cột lớn hơn thì các bạn để con chuột lên cái đường biên của cột ở đây. Giả sử mình muốn điều chỉnh cái độ rộng cái cột này nó lớn hơn thì mình sẽ nhấn chuột trái và mình kéo sang bên phải như thế này. Thì cái cột đó nó sẽ lớn hơn cho chúng ta. Đó, chúng ta để con chuột ở đây và chúng ta đẩy về phía trước thì cái cột đó nó sẽ thu nhỏ lại cho chúng ta. Đó là cái cách mà chúng ta thay đổi độ rộng của hàng và cột. Tiếp theo, nếu mà giả sử chúng ta muốn căn cho những cái dữ liệu ở cái dòng tiêu đề này ra giữa thì chúng ta sẽ bôi đen. Sau đó chúng ta bấm vào đây và chúng ta căn giữa trái và phải và trên và dưới luôn. Sau đó các bạn sẽ chọn vào chữ B này, cho chữ đậm lên. Đúng không ạ? Chúng ta cho chữ đậm lên. Như vậy là chúng ta đã cho chữ đậm của dòng tiêu đề và chúng ta căn ra giữa rồi. Rồi tiếp theo nhé, nếu trường hợp chúng ta muốn bôi màu thì sao? Chúng ta sẽ bôi đen cái phần dòng tiêu đề này. Sau đó các bạn vẫn vào cái thẻ Home, các bạn bấm vào cái lựa chọn có cái bình full này và các bạn sẽ chọn cái màu sắc nào đó mà các bạn muốn. Các bạn thích cái chọn cái màu nào thì các bạn cứ chọn cái màu đấy thôi. Giả sử mình chọn cái màu này, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo, đây là chúng ta đã kẻ được một cái bảng tính rồi. Tuy nhiên là cái bảng tính này nó với những cái đường kẻ rất là đơn đúng không ạ? Rất là đơn điệu mà chúng ta muốn trang trí cho đẹp hơn. Giả sử bây giờ chúng ta muốn là ở vùng quanh là một cái đường kẻ đậm hơn, còn ở phía bên trong là những cái đường kẻ lét đứt thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ bôi đen cái phần mà chúng ta muốn định dạng. Sau đó các bạn sẽ kích chuột phải vào cái phần mà chúng ta bôi đen đó. Rồi sau đó tiếp là các bạn sẽ chọn vào cái mục là Format Cell như thế này. Một hộp thoại nó hiện lên như thế này và các bạn chọn vào cái thẻ là Border ở đây. Tại thẻ Border thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn. Ví dụ như ở phía bên trái các bạn thấy đây là những cái mẫu của đường kẻ. Ở phía dưới này các bạn thấy đây là cái màu sắc của cái đường kẻ đúng không ạ? Và đây là những cái lựa chọn mà chúng ta muốn. Chúng ta không muốn kẻ này, hoặc chúng ta muốn kẻ ở vòng quanh thôi, hoặc chúng ta chỉ muốn kẻ ở bên trong thôi. Đó, hoặc là chúng ta kẻ tùy ý theo ý chúng ta muốn. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn ở vòng quanh nó là một cái đường kẻ đậm hơn và chúng ta chọn một cái mẫu đường kẻ trước. Giả sử chúng ta muốn chọn cái đường kẻ mẫu là đường kẻ đậm này và sau đó các bạn sẽ bấm vào cái mục Outline này. Đó, thì lập tức là vùng quanh cái bảng tính của chúng ta nó sẽ có cái đường kẻ đậm đấy. Giả sử bên trong chúng ta sẽ chọn vào một cái đường kẻ nét đứt. Giả sử là chúng ta chọn đường kẻ nét đứt này và chúng ta bấm vào cái mục Inside như thế này thì lập tức là ở vùng ngoài thì sẽ là đường kẻ đậm và ở bên trong thì sẽ là đường kẻ nét đứt. Sau đó chúng ta chọn OK. Và như vậy là chúng ta đã có được một cái bảng là vùng quanh với đường kẻ đậm và ở bên trong sẽ là đường kẻ nét đứt. Nếu giả sử bây giờ chúng ta muốn là gì? Muốn là cái đường kẻ cột sẽ là đường kẻ liền, còn cái đường kẻ dòng của hàng thì sẽ là đường kẻ lật đứt. Thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta cũng bôi đen cái vùng mà chúng ta muốn định dạng đó. Sau đó chúng ta kích chuột phải, rồi sau đó các bạn sẽ chọn Format Cell. Lại hộp thoại Format Cell xuất hiện và các bạn vẫn chọn vào cái thẻ Border này. Bây giờ chúng ta muốn cái đường kẻ cột sẽ là một cái đường kẻ liền thì chúng ta sẽ chọn cái mẫu đường kẻ liền. Giả sử mình sẽ chọn mẫu đường kẻ này, sau đó mình sẽ bấm vào đây. Đó, sau đó mình sẽ chọn OK. Đó, thì các bạn thấy được rằng là toàn bộ cái đường kẻ cột đã là một cái đường kẻ liền rồi, đúng không ạ?
Rồi giả sử bây giờ chúng ta lại muốn là cái đường kẻ của cái dòng tiêu đề này ở cái dòng phía dưới này là một cái đường kẻ liền giống như đường kẻ cột của chúng ta vừa sử dụng, thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ bôi đen cái phần này và các bạn cũng sẽ chuột phải, sau đó chúng ta sẽ chọn là format cell. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái mẫu đường kẻ, đúng không ạ? Chúng ta chọn mẫu đường kẻ và cái hình bên phải này các bạn thấy này, các bạn ở cái phần bên trái này thì các bạn thấy là đường kẻ đậm, đúng không? Và bên trên cũng là đường kẻ đậm và bên phải cũng là đường kẻ đậm. Còn cái đường kẻ đây là đường kẻ cột, là cái đường kẻ nét đơn liền mà chúng ta vừa thao tác xong. Bây giờ chúng ta cần kẻ cái đường kẻ cho cái hàng ở phía dưới này là cái đường kẻ nét đơn, thì chúng ta lại bấm vào đây. Sau khi chúng ta chọn đường kẻ, cái loại đường kẻ, sau đó chúng ta bấm vào đây và các bạn chọn OK như thế này. Thì như vậy là chúng ta đã kẻ được cái bảng tính, và nó bao gồm là đường kẻ đậm ở vùng quanh, đường kẻ nét đơn liền cho cột và đường kẻ hàng là đường kẻ nét đứt, đúng không ạ? Nếu trường hợp mà các bạn muốn thay đổi màu sắc cho đường kẻ mà các bạn muốn áp dụng một cái mẫu đường kẻ nào đó thì các bạn làm như thế nào? Các bạn cũng sẽ bôi đen cái phần mà các bạn cần định dạng, sau đó các bạn kích chuột phải và các bạn sẽ chọn là format cell. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn một border, đúng không ạ? Và lúc này chúng ta sẽ chọn màu sắc ở dưới đây. Giả sử bây giờ mình sẽ chọn một cái màu sắc nào đó, giả sử mình chọn màu sắc này. Và cái đường kẻ đậm thì mình cũng sẽ chọn cái màu xanh, thì mình sẽ chọn đường kẻ đậm này, sau đó mình sẽ bấm vào đây. Đấy, các bạn có thể bấm vào từng cạnh của cái bảng tính được các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể bấm trực tiếp vào outline này cũng được luôn. Các bạn có thể làm nhiều cách. Rồi cái phần đường kẻ cột thì chúng ta cũng làm như thế, mình bấm vào đây và mình chọn vào đường kẻ cột. Nếu trường hợp các bạn muốn bỏ đi thì đơn giản các bạn chỉ việc kích vào một lần nữa thôi thì cái đường kẻ đó nó sẽ mất các bạn nhé. Rồi đường kẻ hàng chúng ta cũng sẽ chọn là cái đường kẻ nhất đứt ở đây và chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta chọn OK. Như vậy là chúng ta đã thay đổi được màu cho cái màu đường kẻ cho cái bảng tính của chúng ta rồi. Hoặc là giả sử bây giờ cái đường kẻ của cái dòng tiêu đề này mình muốn cho đậm lên thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chuột phải này, sau đó chúng ta sẽ chọn format cell và chúng ta sẽ chọn vào cái đường kẻ đậm này, sau đó các bạn bấm vào đây, đúng không ạ? Thì chúng ta chọn là một đường kẻ đây nữa là đường kẻ đậm, thì sau đó chúng ta chọn OK. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ kẻ được một cái bảng tính như này, nhìn nó khá là bắt mắt, đúng không ạ? Thì đây là cái cách mà chúng ta trang trí cái đường kẻ ở trong bảng tính. Nếu giả sử chúng ta không thích màu mè như vậy nữa mà chúng ta muốn kẻ bình thường như ban đầu thôi thì rất là nhanh thôi, các bạn sẽ bôi đen cái phần bảng tính này, sau đó là các bạn sẽ bấm vào tẻ home ở đây, sau đó các bạn chọn vào đây và các bạn chọn all border, thì lúc này các bạn lại có được một cái bảng tính đường kẻ giống như ban đầu luôn, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Nếu giả sử các bạn muốn áp dụng những cái mẫu có sẵn của Excel thì các bạn làm như thế nào? Các bạn sẽ bôi đen phần bảng tính mà các bạn cần áp dụng, sau đó các bạn vẫn vào cái thẻ home và các bạn sẽ nhìn sang bên này thì các bạn sẽ thấy có một cái lựa chọn là format at table, thì ở đây có rất là nhiều những cái mẫu. Nếu mà trường hợp các bạn muốn áp dụng mẫu nào đó thì các bạn chỉ việc chọn cái mẫu đó thôi. Giả sử bây giờ mình sẽ chọn một cái mẫu này thì các bạn thấy có một cái hộp thoại xuất hiện ở đây, thì chúng ta áp dụng cái dòng tiêu đề là cái dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ tích vào cái mục là My Table Has Read Header này các bạn nhé. Sau đó chúng ta chọn OK. Đó, như vậy là chúng ta rất nhanh chóng là chúng ta đã tạo được một cái bảng theo những cái mẫu có sẵn ở trong Excel rồi, đúng không ạ? Và khi mà các bạn nhập thêm dữ liệu ở phía dưới này thì lập tức là cái bảng đó nó sẽ tự thêm một cái dòng mới cho chúng ta. Đấy, giả sử các bạn cứ nhập tiếp như thế này thì lập tức nó cứ thêm dòng mới cho chúng ta. Đó, cái cách này gọi là sử dụng table ở trong Excel các bạn nhé. Nếu trường hợp các bạn muốn đưa về trạng thái như ban đầu thì đơn giản các bạn hãy chuột phải vào và các bạn chọn table, sau đó các bạn sẽ chọn là convert to rank, các bạn bấm vào đây, sau đó các bạn chọn yes. Thì lúc này nó là một cái bảng đơn thuần thôi, các bạn chỉ việc là bôi đen và nếu trường hợp các bạn bỏ màu đi thì các bạn chọn no fill và các bạn bấm vào đây và các bạn kẻ như bình thường thì nó lại trở lại như cái bảng bình thường mà chúng ta thao tác.
Đó là cái những cái thao tác rất là cơ bản và rất là cần thiết ở trong Excel. Thì mình đã hướng dẫn các bạn cách kẻ bảng tính và trang trí bảng tính ở trong Excel rồi. Nếu trường hợp bạn nào muốn quan tâm một khóa học tin học văn phòng hoặc là một khóa Excel Master để các bạn có thể giỏi sử dụng Excel thì các bạn có thể liên hệ với mình, hoặc các bạn có thể tham khảo trên kênh của Mr. Cảnh Excel. Ở trên đây mình có đăng tải những cái video mình hướng dẫn các bạn thường xuyên và cập nhật thường xuyên hàng tuần các bạn nhé. Thì các bạn có thể là học hỏi được khá là nhiều thứ mà mình chia sẻ ở trên đây. Những kiến thức của mình là những kiến thức mà rất là thực tế, bởi vì mình là người đi làm thực tế cho nên là rất là khác so với những người khác các bạn nhé. Thì mình sẽ xin dừng cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.